Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây Trung có một cái video đầu chế nhé anh em. Một cái món rùa quay to hành tinh tháo xe cuốc BC200 nhé. Komatsu BC200 -3 -5 đấy nè. Cái con này thì nó vào cái hệ đầu chế rồi. Đây này, răng cỏ nó không được đẹp nhé. Thấy cái dàn răng nó không còn đẹp nữa. Dàn hành tinh thì Trung vẫn bao dùng cho anh em, vẫn bao xài cái hành tinh ngon lành hết nhé. Đang chạy trên xe hoạt động bình thường, quay to vẫn mạnh mẽ, motor bít tông này, ống cân bằng, ống trả còn chắc ngõ nhét kỹ hết rồi. Hôm trước Trung cũng có bán một con rồi, về anh em chế khoan khoan đất gì đấy, khoan neo khoan đất gì đấy. Cái con này thì kích thước tổng thể của nó thì nó nằm tầm khoảng 79 nha anh em. Dài tổng 79 nhá. Rồi này, đường kính chỗ cái hành tinh này này tầm khoảng 42 nhá. Đây còn bát dưới đây. Bát dưới thì nó tầm khoảng 46. Cái trục bánh răng này chắc là gần cả tấc ấy. Cái bánh răng này thì 10 15 mấy gần 16 này, bánh răng này xem như bỏ đi, anh em có làm neo thì làm khoan neo, khoan đất thì cũng tiện bỏ mấy cái răng này hết, tháp cốt vào mà. Tháp cốt lục giác xỏ chốt gì đấy. Đấy, Trung báo các cái kích thước cơ bản thông số của nó. Rùa có 07 thì nó khá là lớn, khá là nặng luôn, trọng lượng nó gần gần 300 kg nha anh em. Đấy, kích thước của nó đây. Anh em xem có ứng dụng được vào cái công việc gì. Chế cháo, làm quay tời, quay neo, rồi làm máy khoan gì đấy. Nó giống như một cái bộ motor thủy lực qua cái bộ giảm tốc hành tinh 2 tầng. Anh em cứ cứ xem nó giống như một cái bộ giảm tốc thủy lực bình thường thôi. Kích thước khá là lớn, công suất lớn, moment xoắn lớn. Anh em cảm thấy ngay việc thì liên hệ nhé, món hàng có sẵn tại nhà, nó chung một cái con với là cái cặp đùi 07 này nè, cặp đùi 07 chung lên bio này, chung vẫn còn bơm 07 nha nè, vẫn còn bơm 07 nha, ngăn kéo 07 nha. Đấy, còn mấy cái chi tiết này, motor sau này bơm 84 này, KV112 này, còn được mấy món như vậy đấy. Anh em xem có đúng nhu cầu chế cháo gì đấy thì liên hệ nhé. Cái này có video rồi. Mâm 250 này. Rồi, Trung kết thúc video nhé anh em có quan tâm, có thắc mắc, có nhu cầu thì cứ alo số trực tiếp số điện thoại của Trung nhé.